54 billed as the Ho-Drum Cage Rumble. I am your cage announcer, Ali on the mic, and it's my pleasure to welcome you back to the show. And our show this evening is a proud presentation brought to you by Mr. Kim Sang-bum of Cocky Buffalo Promotions in association with Mr. Park Ho-chun of Angels Fighting Championship, as well as Shimura Tamio, the CEO of Mega Battle Heat from Nagoya, Japan. And we are proudly sponsored by the Grand Ho-Trom Resort and Casino. Ladies and gentlemen, this event is held under the auspices of the Vietnam Mixed Martial Arts Federation, its president, Mai Thanh Ba. Also supervising all of our fights right here on behalf of the Angels Fighting Championship, supervisor from South Korea, Baek Ji-ho. All right, ladies and gentlemen, our action this evening continues with bout number five. We're coming close towards the top of the show. This one's scheduled for 2 5-minute rounds of mixed martial arts in the men's featherweight division. And the referee in charge of the action from Vietnam, Ngo Quoc Thanh. First making his way to the cage at this time, he'll be fighting out of the blue corner from Japan. Here is Shunichi Shimizu. Oh,
All right, ladies and gentlemen, here we go with the official introductions for bout number 5 here in AFC 32, Heat 54. Once again, scheduled for 2 5-minute rounds or less in the men's mixed martial arts featherweight division. Introducing first on my left, fighting out of the blue corner, officially weighing in at 65.78 kilograms and standing at 167 centimeters, hailing from and representing Tokyo, Japan. With his fighting style of mixed martial arts, he has an illustrious campaign in the cage with 36 victories, 28 defeats, 12 bouts even. Ladies and gentlemen, please welcome Shunichi Shimizu. And here is his opponent, fighting out of the red corner. At yesterday's weigh-in, he stepped on the scales and weighed in officially at 65.62 kilograms, standing at 174 centimeters, hailing from and representing his hometown, Hanoi, Vietnam. As a professional mixed martial artist, he remains undefeated in his campaign in the cage with 4 victories tonight. Stepping into the cage in search of his 5th victory as a pro, ladies and gentlemen, introducing Quan Van Mi. And now for the official instructions by referee Ngo Quoc Thanh. Quý vị và bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với sàn đài tại Hồ Tràm để tiếp tục theo dõi những diễn biến của AFC 32, sự kiện võ thuật tổng hợp với sự góp mặt của những đại diện rất xuất sắc đến từ Việt Nam cũng như là các quốc gia hàng đầu về MMA tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây là trận đấu thứ 5 với màn so găng giữa Quang Văn Minh, đại diện của Việt Nam, võ sĩ gốc Đài Đỏ và tay đấm rất nổi tiếng và rèn giấy kinh nghiệm Shunichi Shimizu đến từ Nhật Bản. Đây là trận đấu hạng cân featherweight, hạng cân dưới 65,8 kg. Quang Văn Minh đang là một trong những võ sĩ rất mạnh của Việt Nam. Cho tới lúc này thì Văn Minh đang có chuỗi 4 thắng lợi liên tiếp tại Lion Championship. Gần nhất chính là chiến thắng cực kỳ ấn tượng của Quang Văn Minh trước tay đấm người Đức ở LC13. Quang Văn Minh đã thể hiện được khả năng của mình với những đòn tay và chân cực nặng. Vừa rồi là một series đi ra đòn rất chính xác từ chàng trai đến từ Sơn La. Quang Văn Minh sinh năm 1997. Trong khi đối thủ của anh đó là Shimizu, sinh năm 1985 và tuổi 39. Shimizu đã có trong mình một gia tài rất đồ sộ với 76 trận đấu chuyên nghiệp, bao gồm 36 chiến thắng. Trong đó có cả những trận đấu diễn ra tại đấu trường danh giá UFC. Và áp sát tới từ Shimizu. Shimizu đang cố gắng để check down được Quang Văn Minh. Rõ ràng Quang Văn Minh không phải là một tay mơ. Anh đã có kinh nghiệm dày dặn dành cho bản thân mình và đang chống vật rất tốt. Đây là lần thứ hai mà Shunichi Shimizu đến với Việt Nam tại sự kiện AFC 29 diễn ra hồi tháng 8 năm 12 năm 2023. Thì Shimizu đã để thua trước tay đấm người Hàn Quốc Song Jong Che. Đó là trận đấu để tranh đài vô địch của hạng cân featherweight và Shimizu đã để thua. Rất nguy hiểm cho Shimizu khi mà Quang Văn Minh vừa rồi đã có 2 cú đấm rất nặng. Shimizu đang gặp bất lợi vào lúc này, một vị trí mà Shimizu đã không tính trước với tình huống áp sát của mình, và bây giờ thì anh đang phải cố gắng sửa sai. Nhưng sửa sai như thế nào khi Quang Văn Minh rất khỏe, sức trẻ đang chiếm ưu thế trên sân đài vào lúc này. Quang Văn Minh có cơ hội để thực hiện những đòn raw and pow. Anh cố gắng để lấy không gian, tung ra những cú đấm rất nặng, những đòn đấm rất nặng của Quang Văn Minh. Nhưng Shimizu đã xoay trở để thoát ra và tìm cách có một đòn khóa cổ chân. Quang Văn Minh cần phải thật tỉnh táo, không nên quá say đòn và để
cho đối phương có một lần phá xiết nguy hiểm. Và lúc này thì Quang Văn Minh vẫn đang làm chủ được sàn đài. Rất hay cho võ sĩ sinh năm 1997 của Việt Nam. Roi pao liên tục tới từ Quang Văn Minh. Đòn nện tay rất nặng của Văn Minh và Shimizu ở tuổi sắp xỉ 40 của mình liệu có thể chống đỡ đến bao giờ? Shimizu có ưu thế về kinh nghiệm, về trình độ, về trải nghiệm ở những đấu trường lớn. Nhưng sự thua thiệt về mặt tuổi tác thực sự là vấn đề rất lớn vào lúc này. Văn Minh vẫn đang chiếm ưu thế. Ở bên ngoài thì huấn luyện viên của Hoàng Văn Minh đang có những yêu cầu rất cụ thể dành cho võ sĩ này, nhưng thực sự nguy hiểm với đòn bẻ chân này tới từ Shimizu. Shimizu đang cố gắng để thực hiện đòn đi ba, một đòn bẻ khớp gối của đối phương. Rất nguy hiểm. Văn Minh không thể để Shimizu dồn cả trọng lượng thân thể của mình vào đầu gối của võ sĩ này. Cần phải hết sức tỉnh táo. Chúng ta đã cảnh báo Văn Minh về việc anh không được quá say đòn. Và thời gian còn lại của hiệp 1 là khoảng gần 1 phút nữa. Shimizu gặp bất lợi nhưng chưa chắc anh đã có nguy cơ bị thua. Quang Văn Minh đang ở một vị trí rất nguy hiểm. Có cảm giác Văn Minh đang chưa tìm ra được một phương án thực sự hiệu quả để ngăn cản đòn ni ba này tới từ Shinichi Shimizu. Rất hay, vẫn có không gian để Văn Minh tung ra những cú đấm bằng tay trái cực nặng. Nhưng Shimizu thì chưa bỏ ý đồ ni ba của mình. Khả năng chịu đòn của Shimizu là vô cùng ấn tượng. Võ sĩ 39 tuổi vẫn đang tìm cách có một tư thế thuận lợi nhất cho đòn ni ba. Giây cuối cùng của hiệp một này, ít nhất thì Quang Văn Minh sẽ không bị thua. Rất tuyệt vời cho cái võ sĩ Shimizu thì khôn khéo, tinh quái và kinh nghiệm của Quang Văn Minh. Với sức trẻ của mình không có bất cứ vượt e dè nào trước võ sĩ đã có gần 80 trận thượng đài trong sự nghiệp. Quãng thời gian đã qua của trận đấu cho thấy được tất cả những gì hay nhất của cả hai võ sĩ. Văn Minh là một striker hạng nặng, còn với Shimizu, suốt những năm tháng ở trên võ đài của vô số đấu trường khác nhau đã giúp cho võ sĩ này có được kinh nghiệm. Và trước sức trẻ của Văn Minh, anh đã có những tình huống xử lý khôn ngoan. Và bên cạnh đó, khả năng chịu đòn của Shimizu cũng rất đáng nể. Hiệp 2 sẽ còn rất đáng xem. Và chúng ta cùng xem chiến thuật của Shimizu sẽ là như thế nào. Anh đương nhiên không muốn đua sức với Quang Văn Minh. Tuy nhiên thì vào lúc này, Quang Văn Minh lại cho thấy được sự điềm tĩnh và rất tinh quái ở trên sàn đài. Hãy nhìn lại tình huống mà Shimizu thực hiện đòn Amba, chính xác là đòn Niba. Rất nguy hiểm. Đó là điều mà Quang Văn Minh chắc chắn sẽ phải rút ra bài học cho mình để bước vào hiệp 2 sắp mắt. Sẽ là 5 phút dành cho hai võ sĩ Quang Văn Minh và Shimizu ở hạng cân featherweight. Đi giải leg kick tới từ Shimizu. Huấn luyện viên của Quang Văn Minh đã yêu cầu anh phải thủ cao tay hơn nữa. Rất hay, thẳng tay sau. Và vừa rồi đã có một tình huống ra đòn vào hạ bộ của đối phương tới từ Quang Văn Minh. Và trọng tài đã yêu cầu trận đấu tạm dừng để kiểm tra tình hình của tay đấm đến từ Nhật Bản. Đó rõ ràng là một tình huống vô tình thôi. Chắc chắn là Quang Văn Minh không hề cố ý để thực hiện một đòn tấn công phạm quy như vậy. Chúng ta thấy là rất vô tình thôi. Cái đầu gối của Văn Minh trong một động tác đưa chân lên để thực hiện cú đá đã đập vào hạ bộ của Shimizu. Hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài sẽ là gì. Nhiều khả năng sẽ có trừ điểm cho Quang Văn Minh. Lúc này thì Shimizu vẫn đang
cần thời gian để trấn tĩnh. Bị tấn công của Hạ Bộ đương nhiên sẽ khiến cho các võ sĩ cảm thấy không ổn một chút nào. Sẽ có 30 giây để nghỉ ngơi dành cho Quang Văn Minh. Lúc này khán phòng của Hồ Trà Môn Room đang được lấp kín bởi các khán giả yêu mến võ thuật. Đây là một sự kiện rất lớn, một cơ hội tuyệt vời để cho các võ sĩ của Việt Nam có cơ hội trải nghiệm ngay chính tại quê hương của mình với những trận đấu cùng các đối thủ tại hai nền MMA hàng đầu châu Á, đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc đã cung cấp cho thế giới rất nhiều những võ sĩ nổi danh ở nhiều môn khác nhau, môn võ khác nhau. Các khán giả đang cổ vũ cho Shimizu. Hãy cùng chờ đợi là anh có thể tiếp tục trở lại thi đấu. Bởi vì trận đấu kết thúc theo cách này thật sự là rất đáng tiếc với một màn so găng đầy chất lượng như những gì mà chúng ta vừa chứng kiến trong quãng thời gian đã qua. Trọng tài Ngô Quốc Thắng vẫn đang theo sát những diễn biến của Shimizu. Và một lần nữa xem lại tình huống đã khiến trận đấu bị tạm dừng. Rõ ràng đây là một đòn đánh không cố ý, phải chân dài. Đó là một tình huống low kick của Quang Văn Minh. Nhưng trong một tình huống mà cả hai cùng di chuyển, cùng tinh tiến về phía trước, thì nhịp di chuyển của Shimizu đã chậm hơn một chút so với Quang Văn Minh. Đây là nét lo lắng của huấn luyện viên Quang Văn Minh, đại diện của Kickfit Sports, một đơn vị với những võ sĩ rất mạnh cả về striking lẫn grappling. Thực sự là đáng tiếc, Quang Văn Minh không hề lép vế trên sàn đài, thậm chí anh có cơ hội thắng là cao hơn với những gì đã diễn ra. Tuy nhiên thì đây là một tình huống không chủ đích gây chấn thương cho đối phương của Quang Văn Minh. Nó là một điều hết sức đáng tiếc thôi, đen đủi thôi. Quang Văn Minh sau khi đã va chạm với đối phương cũng đã rất nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình và có động tác xin lỗi với Shimizu. Quang Văn Minh sinh năm 1997, quê Sơn La. Và vào lúc này tại đấu trường Lion Championship thì anh đang duy trì thành tích bất bại. Shinichi Shimizu will be given an additional 1 minute for him to recover and continue this fight. 1 minute time for Shinichi Shimizu. Như vậy là ban tổ chức đã quyết định dành ra thêm 1 phút nữa để Shimizu có thể hồi phục lại. Nếu không thì rất có thể kết quả của trận đấu này sẽ bị hủy bỏ và hai võ sĩ có thể tái đấu với nhau ở một lần khác. Tất nhiên mỗi khi xem xét lại một tình huống trong trận đấu thì chúng ta sẽ cần phải xác định về nhiều yếu tố. Ở đây Quang Văn Minh không cố ý, đây là một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra với những môn võ đối kháng như là MMA. Một tình huống rất là thiếu may mắn dành cho cả Shimizu lẫn Quang Văn Minh. Và nếu như sau 1 phút Shimizu không thể tiếp tục thi đấu nữa thì trận đấu sẽ bị hủy bỏ. 1 minute, time's up.
giờ sẽ là quyết định của võ sĩ và ban huấn luyện thôi. Chúng ta cùng chờ đợi. Thực sự thì đây là một trong trận đấu được chờ đợi nhất. Shimizu thì quá nổi danh và lão luyện. Còn Quang Minh là võ sĩ đang lên của Việt Nam. The remaining 4 minutes and 30 seconds of round number 2. And while we wait on that, why don't we give both of our guys a big hand? Come on! Và như vậy, theo thông tin mà chúng tôi mới có được thì Shimizu đã xác nhận anh sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng cần thêm chút thời gian để trở lại với trạng thái sẵn sàng 100%. Quãng nghỉ như thế này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần cũng như là sự sẵn sàng của các võ sĩ. Đứng lâu trên thành lồng sẽ khiến cho các võ sĩ bị nguội cơ đi, dương phấn cũng sẽ phần nào bị tiêu hao. Với Shimizu, một võ sĩ dày dày kinh nghiệm thì anh sẽ biết cách phải làm như thế nào. Còn với Quang Văn Minh thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào sự nỗ lực cũng như là yếu tố tâm lý đến từ chàng trai quê Sơn La. Tại LC13, sự kiện gần nhất mà Quang Văn Minh tham dự, anh đã chỉ mất 1 phút 30 giây để hạ gục võ sĩ đến từ Đức, đó là Moritz Horn. Đó là một trận đấu mang tới tiếng vang rất lớn cho Quang Văn Minh. Và anh nâng thành tích của mình tại Lions Championship lên con số 4 trận toàn thắng. Seems like this action has now dramatically come to an end. And with that, I'd like to invite into the cage the Vice President of VIP Services here at the Grand, Ms. Marcella Lau, as well as the CEO of Cocky Buffalo Promotions, Mr. Kim Sung-bo, in the cage, please. Tấm thẻ đỏ đồng nghĩa với việc chốt quyền thi đấu đối với Quang Văn Minh vì đã có hành vi tấn công vào vùng cấm của đối phương. All right, ladies and gentlemen, this action has now come to an end as our officials and supervisor from the Angels Fighting Championship has exercised the rules that are in AFC. And this contest has now come to an end after 30 seconds of round number 2, since our fighter fighting out of the red corner, Quang Văn Minh, has committed a foul, and he is officially now disqualified, declaring this contest an end. No winner, no loser. Fighter fighting out of the red corner, Quang Văn Minh, disqualified. Thank you. Như vậy là Quang Văn Minh đã bị truất quyền thi đấu, tuy nhiên kết quả trận đấu này sẽ không được ghi nhận cho Shimizu. Không có người thắng, không có người thua, chỉ có một võ sĩ bị thương và một võ sĩ bị truất quyền thi đấu thôi. Thật sự đáng tiếc với tình huống này, một tai nạn xảy ra và đó là điều mà tất cả đều không mong muốn. Nhưng đó là một phần của môn thể thao này, MMA là như vậy, nó đến từ những khoảnh khắc.